tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, một người đàn ông ở thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ hành động gia cố cho ngôi nhà để ứng phó với bão Milton. Anh Mohamed Nizem ở Tampa, bang Florida, Mỹ đã chia sẻ hình ảnh anh chuẩn bị đối phó với siêu bão Milton trên nền tảng mạng xã hội X và nhanh chóng có hơn 2 triệu lượt xem. Anh Mohamed Nizem sử dụng 6 dây đai buộc chặt ngôi nhà một tầng của mình nhằm giữ cho công trình không bị cuốn trôi hoặc thổi bay khi bão ập đến. Những dây đai màu vàng được kéo căng qua mái nhà của anh Mohamed Nizem và gắn chặt vào mặt đất. Ban đầu, nhiều người cho rằng ý tưởng này kỳ lạ, nhưng họ nhanh chóng thay đổi quan điểm, gọi Nizem là huyền thoại và khen ngợi sự sáng tạo của anh. Một số dự đoán anh sẽ bình an trong ngôi nhà. Người dùng mạng xã hội bình luận, anh ấy đã bảo vệ ngôi nhà trước bão giống như cách giữ chặt một cây đàn piano khi vận chuyển. Thật là một huyền thoại. Tôi hy vọng nỗ lực của anh sẽ đem lại hiệu quả. Một người đàn ông khác ở bang Florida, Mỹ cũng gây chú ý khi chia sẻ cách bảo vệ chiếc ô tô yêu quý trước siêu bão Milton. Người dùng này dùng ni lông bọc kín chiếc xe thể thao màu đỏ của mình. Video có hơn 60 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với quyết định này. Một chủ xe Corvette bình luận, anh ta sẽ chọn lái xe đến nơi an toàn thay vì bọc nó trong miếng ni lông. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, bão Milton đổ bộ vào Florida, Mỹ với sức gió 193 km/h, tương đương cấp 3 trong thang đo bão 5 cấp vào tối ngày 9 tháng 10 giờ địa phương, kèm theo gió mạnh, nước dâng theo bão và khả năng gây lũ lụt cho phần lớn tiểu bang. Sau vài tiếng càn quét qua Florida, Mỹ, bão Milton hạ xuống cấp 2 và tiếp tục hạ xuống cấp 1 trước khi hướng ra Đại Tây Dương. Tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, mắt bão Milton đã ra khỏi đất liền. Bão Milton là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Florida, Mỹ trong năm 2024. Bão Milton tăng cường sức mạnh từ vùng nước ấm của vịnh Mexico và đã hai lần đạt trạng thái bão cấp 5. Bão Milton có sức gió duy trì tối đa là 205 km/h khi nó đổ bộ gần Coatesville, Florida, lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10. Coatesville nằm ở phía nam thành phố Tampa Bay, nơi có trên 3 triệu dân. Hơn 1 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp đã mất điện vào đêm ngày 9 tháng 10 tại Florida, Mỹ. Khu vực mất điện lan rộng nhất là ở hạt Sarasota, nơi cơn bão đổ bộ, và ở hạt Manatee lân cận. Bởi bão Milton đổ bộ vào bờ trước khi thủy triều lên cao, Thống đốc Florida John DeSantis cho biết, ông hy vọng bờ biển phía tây tiểu bang có thể tránh được nước dâng cao do bão tồi tệ nhất. Các nhà dự báo thời tiết cho biết mực nước biển có thể dâng cao tới 4 mét do bão Milton. Bão Milton đã tạo 19 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại cho nhiều hạt và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà ở Florida. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ xếp bão Milton vào nhóm bão cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây nước dâng theo bão cao, gió dữ dội và lũ quét trên khắp khu vực Trung Florida, Mỹ. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ ngày 10 tháng 10 cho biết bão Milton sau khi đổ bộ vào bang Florida đã suy yếu và trở thành bão hậu nhiệt đới. Cơn bão đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng ở bang này. Bão Milton đã di chuyển về phía Đại Tây Dương sau khi gây ra nhiều thiệt hại đáng kể tại bang Florida với nhiều trận lốc xoáy khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng triệu người không có điện sinh hoạt. Theo thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, bang này đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất mặc dù thiệt hại vẫn đáng kể. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dân đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát hoặc các khu vực bị ngập lụt. Mặc dù cơn bão đã đi qua, nhưng người dân Florida vẫn đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt và các đống đổ nát có thể gây nguy hiểm cũng như thiếu nước uống. Người dân được khuyến cáo tiếp tục trú ẩn tại chỗ cho tới khi an toàn. Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng và cam kết chính phủ của ông sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để ứng phó với hậu quả của cơn bão. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, hơn 15 triệu suất ăn và 13 triệu lít nước đã được vận chuyển tới Florida và 20 triệu suất ăn cũng như 40 triệu lít nước khác cũng đã sẵn sàng được đưa tới các khu vực bị ảnh hưởng. Chỉ 2 tuần sau cơn bão Helene, khoảng 2 triệu người ở Florida đã được lệnh sơ tán tránh bão Milton, trong khi hàng triệu người khác ở trên đường đi của cơn bão. Hậu quả của cả hai cơn bão có thể gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ,
các sân bay ở Florida vẫn tiếp tục đóng cửa và chỉ có ngoại lệ đối với các chuyến bay khẩn cấp. Theo hãng tin CNN, số người thiệt mạng do bão Milton đã tăng lên ít nhất 11 người. Bang Florida bắt đầu đánh giá thiệt hại từ cơn bão cấp 3 gây thiệt hại lớn về tài sản trên toàn tiểu bang, khiến hơn 3,4 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp không có điện. Một số khu vực ở Sarasota, Fort Myers, Venice và các thành phố khác ven bờ vịnh đã bị ngập trong nước biển dâng, trong khi lốc xoáy phá hủy các tòa nhà, gió mạnh tới 193 km/h biến ô tô, cây cối và các mảnh vỡ thành những vật thể bay. Trong cuộc họp báo vào sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết hơn 40 cuộc giải cứu đã diễn ra. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành và còn quá sớm để biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng. Tiểu bang này đang nhanh chóng khôi phục điện cho hàng triệu khách hàng và bổ sung nguồn cung cấp nhiên liệu. Theo Thống đốc Ron DeSantis, cơn bão không quá khủng khiếp như dự kiến. Cơn bão rất lớn, nhưng may mắn thay, đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất. Cơn bão đã suy yếu trước khi đổ bộ và mực nước dâng do bão. Nhìn chung, không đáng kể như những gì bão Helena gây ra. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triển khai hàng nghìn nhân viên liên bang đến các khu vực bị bão tàn phá để thực hiện công tác cứu hộ. Hơn 80.000 người đã di rời tới các nơi trú ẩn. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã làm việc suốt đêm để cứu các gia đình và vật nuôi. Hơn 3.000 chuyến bay đã bị hủy và hoãn. Điện đã được khôi phục cho khoảng 700.000 khách hàng. Cảnh sát Florida cũng được chỉ đạo hộ tống các xe chở nhiên liệu để bổ sung nguồn cung cấp đã cạn kiệt khi người dân Florida rời khỏi tiểu bang trước khi cơn bão Milton đến. Sẽ mất nhiều ngày để đánh giá thiệt hại, nhưng các công ty bảo hiểm đã cảnh báo rằng tổn thất do bão Milton gây ra có thể lên tới 60 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù tâm bão Milton đã di chuyển vào Đại Tây Dương, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ vẫn cảnh báo về những mối nguy hiểm đáng kể đang diễn ra. Lượng mưa lớn trên khắp miền Trung đến miền Bắc Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10 tiếp tục gây ra nguy cơ lũ quét và lũ lụt đô thị đáng kể, cơ quan chức năng cho biết trong một thông báo. Ở sâu trong đất liền, khoảng 11 triệu người có nguy cơ chịu lũ quét và lũ sông sau khi một số khu vực của tiểu bang có lượng mưa được tính bằng 1.000 năm mới xảy ra một lần. Bão Milton đổ bộ chỉ 13 ngày sau khi bão Helena tàn phá vùng đông nam nước Mỹ, phá vỡ kỷ lục về khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai cơn bão lớn ở Florida. Sức tàn phá của Helena đã khiến ít nhất 243 người thiệt mạng. Hai cơn bão lớn Helena và Milton liên tiếp đổ bộ vào nước Mỹ trong thời gian gần đây, đã gây ra thiệt hại lớn cho xứ sở cờ hoa, đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đường đua bầu cử đang tiến về chặng cuối. Nhìn vào lịch sử, việc chậm trễ trong việc ứng phó với cơn bão Katrina đã khiến tỷ lệ ủng hộ cử tri đối với nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống George Bush tụt dốc đáng kể. Trong khi chính sách cứu trợ hiệu quả của chính quyền ông Barack Obama đã giúp cựu Tổng thống có thêm 4 năm ở Nhà Trắng. Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu tháng 11, và hai ứng cử viên lưỡng đảng Donald Trump và bà Kamala Harris vẫn bám đuổi sít sao trên đường đua giành vị thế kế nhiệm của ông Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai trong số những tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ bão Helena bao gồm Bắc Carolina và Georgia, cũng như bang chiến địa Florida, nơi vừa bị siêu bão Milton tàn phá, nằm trong số 7 chiến trường quan trọng, có khả năng quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay. Tại thời điểm này, cứu trợ thiên tai một lần nữa trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử. Ông Trump công kích Đảng Dân Chủ. Theo ước tính, siêu bão Milton có thể gây ra thiệt hại tới 245 tỷ đô la Mỹ do ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực đông dân nhất ở bang Florida. Vấn đề khắc phục hậu quả sau bão, ổn định đời sống của người dân đang được đặt lên hàng đầu. Và rõ ràng, ông Trump đã biến lợi thế kinh tế của mình trở thành một ngón đòn tranh cử. Mới đây, ông Trump đã mời 275 công nhân điện ở Florida, nơi cơn bão Milton vừa đổ bộ, và trú ẩn tại một khu nghỉ dưỡng đắt tiền ở Florida. Trước đó, cựu Tổng thống cũng đứng ra gây quỹ ủng hộ các nạn nhân của bão Helena và số tiền gây quỹ hiện tại đã chạm mốc 7 triệu đô la Mỹ. Ông Trump liên tục cáo buộc chính quyền ông Biden và bà Harris không đủ năng lực để chỉ đạo các chương trình cứu trợ người dân gặp nạn sau bão và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời cho rằng chính quyền đương nhiệm đang sử dụng tiền cứu trợ cho dân nhập cư. Xuất hiện trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania mới đây, cựu Tổng thống tuyên bố, đó là phản ứng tồi tệ nhất từ người đứng đầu Nhà Trắng kể từ khi cơn bão Katrina quét qua nước Mỹ hồi năm 2005 đến nay. Rõ ràng, họ không đủ khả năng lãnh đạo. Củng cố luận điểm của người đồng hành tranh cử, Thượng nghị sĩ Ohio James David Benn cũng nói rằng chính phủ liên bang chỉ cung cấp 750 đô la Mỹ viện trợ cho những công dân chịu thiệt hại sau bão Helena. Trong khi đó, dân biểu Marjorie Taylor Greene đến từ Đảng Cộng hòa ở Georgia cho rằng chính quyền đương nhiệm phải chịu trách nhiệm cho những thảm họa thiên nhiên gần đây vì đã thử nghiệm nhiều công nghệ mới trong không gian gây ra biến đổi khí hậu.
trong bối cảnh cuộc đua đang tiến về đoạn cuối, dù những tuyên bố kể trên có phải là những lời nói dối trắng trợn như Đảng Dân Chủ tuyên bố hay không, thì chúng cũng có thể thêu dệt nên một bức chân dung không mấy tốt đẹp về ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris. Bà Harris mạnh mẽ đáp trả. Trong cuộc phỏng vấn hôm 9 tháng 10 trên Weather Channel, Phó Tổng thống Kamala Harris mạnh mẽ đáp trả những lời công kích từ phía Đảng Cộng Hòa. Đây không phải là lúc chúng ta chỉ trích lẫn nhau với tư cách là người Mỹ. Bất kỳ ai tự coi mình là nhà lãnh đạo thực sự, giắn tay áo lên và làm việc thay vì chỉ nói nhăng nói cuội. Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho các quan chức ở Florida trước khi cơn bão Milton đổ bộ vào tiểu bang này. Trước đó, ông cũng nói chuyện với các thượng nghị sĩ Dân Chủ và Cộng Hòa từ các tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Helena để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Ông Biden phát biểu vào cuối một ngày dài giám sát hoạt động ứng phó của liên bang đối với các cơn bão. Tôi đã chỉ đạo nhóm của mình làm mọi thứ có thể để cứu sống người dân và giúp đỡ cộng đồng trước, trong và sau cơn bão. Cơn bão vừa đi qua và cơn bão khủng khiếp sắp ập đến. Đây là thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn gửi đến những người ở khu vực bị ảnh hưởng. Xin hãy lắng nghe chính quyền địa phương, tuân thủ mọi hướng dẫn an toàn và lệnh sơ tán. Tình hình hiện nay rất nghiêm trọng. Đáp lại tuyên bố của ông Trump về việc sử dụng quỹ cứu trợ sai mục đích, Nhà Trắng đã mở một tài khoản trên nền tảng Reddit nhằm mục đích xác định và đính chính lại thông tin sai lệch. Quản trị viên cao cấp của Cơ quan Quản lý Trường hợp Khẩn cấp FEMA, bà Dini Criswell, đã xuất hiện trên chương trình CNN News Center, thuyết phục người dân không nên tin vào những tuyên bố của ông Trump. Các nhà nghiên cứu cho rằng, cơn bão Helena đổ bộ bờ đông nước Mỹ hồi cuối tháng 9 và siêu bão Milton càn quét Florida mới đây được xem là biểu hiện của vấn đề biến đổi khí hậu, một vấn đề vốn không được đánh giá cao trong cuộc bầu cử Mỹ. Một cuộc thăm dò của Gallup được tiến hành ngay trước khi bão Helena đổ bộ vào Florida hồi cuối tháng 9 cho thấy, chỉ 5% đảng viên Cộng Hòa và những cử tri có khuynh hướng ủng hộ Đảng Cộng Hòa, cùng với hơn 1/3 đảng viên Dân Chủ và những cử tri có khuynh hướng ủng hộ Đảng Dân Chủ, cho biết vấn đề biến đổi khí hậu cực kỳ quan trọng đối với lá phiếu của họ. Tuy nhiên, những con số trên bảng thống kê không nói lên tất cả, đặc biệt sau khi hai cơn bão lớn vừa càn quét qua nước Mỹ. Trái ngược với niềm tin của ông Trump rằng biến đổi khí hậu không có thật, bà Harris và ông Wall có dự định sẽ xây một nền kinh tế xanh trong nhiệm kỳ tiếp theo ở Nhà Trắng. Bà Harris cũng ủng hộ danh sách mong muốn tiến bộ về các mục tiêu khí hậu, bao gồm việc chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ vào nhiên liệu hóa thạch trong vòng 10 năm tới, với tư cách là người đồng tài trợ cho dự luật thỏa thuận xanh mới tại Thượng viện. Đảng Dân Chủ coi dự luật này là giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời hướng tới các mục tiêu xã hội khác như tạo ra việc làm và giảm bất bình đẳng kinh tế. Trong cuộc thăm dò mới đây của Gallup, bà Harris đang có lợi thế 26 điểm phần trăm so với ông Trump trong lĩnh vực xử lý các vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong các cuộc thăm dò gần đây, khi ông Trump chỉ dẫn trước đối thủ đến từ Đảng Dân Chủ 9 điểm phần trăm trên lĩnh vực kinh tế và nhập cư. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!